Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản và là một chiếc xe siêu lướt quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Thưa với quý vị và các bạn, ở Toyota Vios thì nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản E, phiên bản G. Phiên bản G thì là phiên bản đầy đủ hết rồi. Phiên bản E thì có phiên bản E số sàn, E số tự động, và nếu như là E số tự động vẫn là bản thiếu thôi. Còn ở phiên bản G là cái phiên bản đầy đủ hết đồ rồi. Ví dụ như xe được trang bị khóa thông minh, đè nổ start stop, cruise control, ghế da, điều hòa tự động, và đặc biệt là đèn bi đấy ạ. Nếu như chúng ta nhìn ở bên ngoài thì xe đã được trang bị cả đèn bi rồi, nguyên bản này, cảm biến trước này. Và thưa với quý vị bạn, đây là một chiếc xe ở cái form mới quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2020. Nhưng điều đặc biệt ở chiếc xe này là chiếc xe này mới lăn bánh được có 5.800 km thôi quý bạn nhé. Tại sao lại chạy ít như thế vậy? Chắc chắn rằng là rất là nhiều người không tin được là tại sao một chiếc xe 2020 mà chạy ít vậy. Là thưa với quý vị bạn thế này ạ, chiếc xe này chúng tôi mua được của một chủ xe là anh ấy mua cho con trai anh đấy, để con trai anh sử dụng. Nhưng mà cậu con trai này lại không đi mấy, cho nên là chiếc xe này để nguyên ở trong nhà, không có sử dụng tí nào từ năm 2020 đến bây giờ. Và chiếc xe này mới lăn bánh có 5.800 km thôi. Đồng hồ là chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua. Và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn quý vị bạn nhé. Chiếc xe còn bảo hành dài tại hãng. Và với 5.800 km này thì chiếc xe này là còn nguyên bản hết, nguyên bản từ dàn lốp này, lốp nguyên bản này, lốp sơ cua chưa hạ quý bạn nhé, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là còn nguyên bản đến cả 100% sơn zin nguyên bản theo xe là còn đấy ạ. Sơn zin nguyên bản, chưa sơn lại một tí nào cả. Chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có đánh bóng, cũng chưa có dọn dẹp gì cả. Để nguyên như vậy là tôi đem lên tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios phiên bản G siêu lướt 5.800 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G siêu lướt 5.800 km này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Toyota Vios G 2020 này quý vị và bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này nó như thế nào nhé. Thì thưa với quý vị và các bạn, gần như chiếc xe ở trong hãng nó như thế nào thì chiếc xe này nó còn nguyên như vậy đấy ạ. Chúng tôi vừa mới mua về được cái là chúng tôi đem ra đây, tôi quay luôn cho quý vị bạn cùng xem đấy. Và chiếc xe này cũng chưa có phải dọn dẹp, chưa có phải đánh bóng hay là chưa phải sơn xi lại tí nào quý vị bạn nhé. Đó. Chiếc xe nước sơn nguyên bản 100% luôn, sơn zin nguyên bản 100% nhé quý vị bạn ạ. Đấy, đây là có đôi chỗ nó cũng xước sát rất là nhỏ thôi ở cái phần đầu này. Thì gần như là những chiếc xe mua về mới là người ta đi, người ta chưa quen xe là cũng hay bị để xước sát rất là nhỏ nhẹ như này đây quý vị bạn ạ. Đấy, chúng tôi cũng để nguyên nhé. Đấy, nước sơn đấy là nước sơn zin nguyên bản, chưa có sơn lại một tí nào quý vị bạn ạ. Đấy, sơn zin 100% luôn, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 5.800 km ạ. 5.800 km thì không khác gì một chiếc xe mới quý vị các bạn ạ. Đấy, trên thân vỏ này nó cũng có xước sát một số chỗ thôi quý vị bạn ạ, rất là ít. Đấy, lát nữa thì tôi sẽ lấy cái sơn tôi chấm qua vào đây là nhìn nó sẽ không thấy vết đen này nữa. Đấy, chứ còn sơn zin nguyên bản cho nên là chúng tôi không sơn lại đâu quý vị bạn nhé, để cho nó nguyên bản của xe, sơn zin 100%. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản.
nguyên bản từ dàn lốp luôn quý bạn nhé. Đấy, đây là cái dàn lốp Bedaton đấy ạ. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và cả cái dàn lốp này đều là 2020 luôn quý bạn nhé. Đấy, cả 4 lốp đều 2020 và la răng thì mới tinh luôn đấy quý bạn này. Đấy, đét lốp là 2020 luôn. Cả dàn lốp là đều 2020, lốp sơ cua còn chưa hạ nhé. Đét lốp 2020 luôn quý vị bạn này. Đấy, cả một cái dàn lốp này còn rất mới vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 5.800 km thôi. Và cái đồng hồ công tơ mét này thì là chúng tôi cam kết là chuẩn luôn quý bạn ạ. Đấy, đét lốp 2020. Tất cả là còn mới như một chiếc xe mới ở trong hãng quý bạn ạ. Đấy, nhìn về phần đầu này thì quý vị bạn thấy được ở cái phiên bản G này, phiên bản G form mới này thì xe cũng đã được trang bị từ đèn pha bi xenon, đèn LED ban ngày. Phía bên dưới này là đèn LED ban ngày đây quý bạn nhé. Nếu như nổ máy là cái đèn LED này nó sẽ sáng này. Đấy, và mặt ca lăng bằng chrome hết luôn quý bạn ạ. Mặt ca lăng bằng chrome ở cái form mới này. Ở cái form mới này thì xe cũng đã được trang bị thêm rất là nhiều thứ và cái form này rất là đẹp rồi quý bạn nhé. Vẫn là gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Phiên bản G thì bao giờ cũng là đầy đủ quý bạn ạ. Đó, nhìn về cái đằng sau, ba đờ sốc sau thì quý vị bạn thấy được là xe cũng đã có đầy đủ từ camera lùi đến cảm biến lùi ở cái phiên bản G đấy quý bạn nhé. Đấy, Toyota Vios G. Đấy, và cụm đèn này thì nó rất là mới rồi, 2020 mà mới lăn bánh được 5.800 km thì là nó không khác gì một chiếc xe mới. Đấy, riêng chiếc xe này thì tôi khẳng định luôn nó không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Còn mới lắm đấy ạ, mới nguyên bản luôn ạ. Cụm đèn rất là mới đây quý bạn này. Cụm đèn mới tinh luôn đấy ạ. Đây là cái cụm đèn pha, logo này đều rất là mới này. Đấy, đèn LED ban ngày này. Phía bên dưới là đèn gầm. Đấy, cũng đều rất là mới, mới đều luôn quý bạn nhé. Với chiếc xe siêu lướt còn bảo hành tại hãng như thế này thì quý vị và các bạn không phải lo cái gì đâu, và chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều về chiếc xe này đâu ạ. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cánh cửa bên lái ạ. Xe đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây ạ. Đấy, bấm tay để mở cửa này. Bên ngoài nước sơn zin còn nguyên bản cơ, thì bên trong là nó còn nguyên bản là điều đương nhiên rồi, chúng tôi cam kết. Cho nên tôi không cần phải quay kỹ về cái phần keo chỉ đâu quý vị bạn nhé. Đấy, tắp bi cửa này rất là mới này. Nội thất da cao cấp nguyên bản là theo xe rồi này. Đấy, xe đã có sẵn nội thất da cao cấp nguyên bản rồi, vì ở cái phiên bản G, phiên bản E thì là nội thất nỉ thôi, nhưng phiên bản G thì đã đầy đủ rồi. Và chủ xe cũng đã lót sàn rồi quý bạn nhé. Đấy, lót sàn này, thảm nguyên bản này. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe siêu lướt như thế này chúng tôi không cần dọn rửa các bạn, không cần phải đánh bóng, nó nguyên nó đã đẹp như này rồi. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 quý vị bạn nhé. Đấy, chủ xe mua xong cái là không đi mấy, có 5.800 km thôi. Đấy, từ vô lăng cần số này còn mới tinh, kể cả cái đồng hồ chúng tôi vẫn có thể cam kết cho quý bạn là đồng hồ chuẩn nguyên bản không có tua. Đấy, rất là đẹp rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau, mở cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem. Đấy, đều rất là mới luôn đấy ạ, không khác thì một chiếc xe mới nhá. Về chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu nhiều đâu quý bạn ạ. Đấy, nó khẳng định với quý vị bạn là nó không khác gì một chiếc xe mới, không cần phải dọn, không cần phải rửa, không cần phải làm cái gì cả, chỉ có đem ra để bán luôn thôi quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option. Option thì thưa với quý bạn, ở cái phiên bản G này trang bị khóa thông minh này, bấm start top này. Đấy. Đấy. Và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, cruise control. Đây, cruise control thì riêng dòng Toyota là nó hay thiết kế ở bên dưới này này. Đấy, có cả cruise control nhé. Đồng hồ công tơ mét đây quý bạn này, đồng hồ công tơ mét để tôi bấm cho quý bạn xem. Để xem cho quý vị bạn thấy đấy. Cái chip này, đồng hồ này. Đấy, chip này. Đồng hồ 5.800 km là riêng cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết là chuẩn nhá. Quý vị bạn có thể check tại hãng luôn đấy ạ, vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng cơ. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển, cruise control đây. Đấy.
màn hình Pioneer xịn tích hợp camera lùi và xem video giải trí qua USB luôn quý vị bạn nhé. Đấy, điều hòa tự động ở cái phiên bản G này thì đầy đủ option rồi quý bạn ạ. Đấy, nội thất thì không khác gì một chiếc xe mới này. À, tôi lại tạm thời tắt cái máy đi, tắt cái điện đi để tôi ra tôi giới thiệu tiếp về những cái phần còn lại cho quý vị bạn cùng xem nhé. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị bạn cùng xem. Cốp sau đây quý vị bạn nhé, tôi bỏ cái đồ nghề ra, đồ này là đồ của tôi thôi. Đấy, tất cả từ những cái phần nỉ này, keo chỉ là còn nguyên bản, thì chiếc xe này tôi không giới thiệu nhiều về cái phần keo chỉ mới ốc ác nhé, tại vì là cái nước sơn zin của xe bên ngoài còn nguyên bản cơ, chưa sơn một tí nào, cho nên là bên trong nó còn mới tinh luôn đấy. Đấy, và cái phần cốp sau này cũng còn rất là mới, rất là sạch sẽ đây quý bạn này. Đấy, cốp sau nhé, lốp sơ cua cũng mới tinh luôn đấy ạ. Đấy, lốp sơ cua mà mới tinh luôn. Tất cả là còn nguyên và đều rất là mới quý vị các bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ quý vị bạn này, cũng mới tinh luôn này. Về chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Đấy, táp bi cánh cửa đây ạ. Đúng là chiếc xe bán những chiếc xe siêu lướt như thế này thì tôi cũng nhàn, không có gì phải giới thiệu nhiều đâu ạ, tại vì là nó không khác gì một chiếc xe mới. Đấy, tất cả là còn mới luôn đấy quý bạn nhé. Từ những cái phần ni lông, những cái phần tem này còn chưa bóc này, vô lăng này, cần số tay phanh đều rất là mới này. Đấy, cái cần số này tay tôi bẩn, tôi vừa mới bám vào thôi, chứ còn là nó rất là mới, rất là đẹp luôn đấy quý bạn nhé. Sổ bảo hành, bảo dưỡng các thứ là đầy đủ hết ở trong đây quý bạn này. Đấy, sổ bảo hành, bảo dưỡng còn mới tinh luôn đấy quý bạn này. Đấy, tất cả là còn rất là mới. Gương chiếu hậu gập điện và cái phần trên cái tem ở trên cái kính này còn chưa bóc đi cơ quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Toyota Vios G 2020 siêu lướt quý vị bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì quý vị các bạn xem đây. Vẫn cái quen thuộc là tôi muốn giới thiệu cho quý vị bạn chi tiết bên trong là ốc ác còn nguyên này này. Kể ra là tôi không cần phải giới thiệu nhiều về cái phần ốc ác hay keo chỉ đâu, tại vì là bên ngoài nó còn chưa xước thì là bên trong nó còn nguyên bản là cái chuyện đương nhiên rồi quý bạn ạ. Đấy, chỉ nói với nhau một điều là một chiếc xe siêu lướt này rất là mới, không khác thì một chiếc xe mới quý bạn ạ, còn bảo hành bảo dưỡng. Và cái động cơ này chúng tôi còn không phải dọn cơ quý bạn ạ. Đấy, chúng tôi không có dọn nhé, mua về là để nguyên như này đây này. Đấy, quý vị bạn thấy là không có dọn rửa tí nào cả, chưa có một dấu vết đánh rửa gì ở trong cái động cơ này quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái ắc quy này, tất cả này còn nguyên bản hết này quý vị bạn này. Quá mới cho một chiếc xe Vios G 2020, có thể nói là hiếm có ở trên thị trường. Tại sao lại tôi lại nói hiếm có? Tại vì là từ năm đăng ký từ năm 2020 mà chủ xe lại không đi đến, cho nên là chỉ có để không, cho nên nó mới mới như này quý bạn nhé. Đấy, không khác gì một chiếc xe vừa mới lấy từ hãng ra. Đấy, từ những cái tất cả những con ốc này còn nguyên bản cơ, chưa có động chạm gì vào đây, và chiếc xe này còn chưa bảo dưỡng một lần nào quý bạn nhé. Đấy, vì là mới có 5.800 km thôi, chưa có bảo dưỡng. Thường là bắt đầu bảo dưỡng từ 10.000 trở lên thì bắt đầu bảo dưỡng, nhưng chiếc xe này mới có 5.800, chưa phải bảo dưỡng thế nào cả. Đấy, và cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không ngập nước, còn nguyên bản.
Đấy. Tai nạn thì chắc chắn rồi, là không rồi, vì bên ngoài nước sơn chưa có sơn lại tí nào cả thì đương nhiên là không có tai nạn rồi, chỉ cam kết là không ngập nước và còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Vios G 2020 siêu lướt 5.800 km rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, còn bảo hành tại hãng ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2020 siêu lướt 5.800 km này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.